nè các bạn, cùng mình vô chợ nha. Đây là một cái chợ bán bông rất là đẹp, quý vị khán giả. Những cái bông rất là quá đẹp luôn, cả nhà thấy những chậu bông rất là đẹp nha. Đây là những cái phân kình, cả nhà cùng mình thưởng thức nha. Những cái phân kình nó làm nè, con này con kia nè. Năm ngoái mình có mua 7 tấm đồng một trái đó nha quý vị khán giả. Đây là rất là đẹp nha. Đây là một cái chợ bông nha cả nhà. Đây là một cái chợ bông rất là đẹp nha. Những cái bông kinh rất là đẹp nha. Mời cả nhà cùng mình thưởng thức nha. Những cái cây nha, cây bông rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau đi quay hôm nay. Cái này cây lan, cây hoa lan nha các bạn. Đây cũng chợ bông, chợ bán bông không, bán trái cây. Đây là chợ trái cây nha cả nhà. Chúng ta cùng nhau đến đây nha. Đây là những cái chợ bông bán những thức ăn. Các bạn cùng theo dõi. Chúc quý vị khán giả có một ngày ăn lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Mời cả nhà mình cùng mình theo đi chợ nha. Chúng ta đi chợ và bán những cái cây, có bông. Những cái chợ trong chợ này thì rất là lớn nha cả nhà, bán trái cây nhiều lắm. Cả nhà thấy một cái cây quá trời luôn, một cái khu chợ rất là lớn. Nó không có nhạc mình quay được, nó mở nhạc mình không có quay được nha quý vị. Chợ rất là lớn, bán đủ đồ ăn hết. Mời các bạn cùng mình đi chợ nha. Những cái đây là những cái nho, nho nha các bạn, nho cao bao nhiêu nha các bạn, cao bao nhiêu nha. Các bạn đến chợ nha. Lớn nha quý vị khán giả, nó lớn lắm, rất là lớn. Cái này là bên hàng trái cây không có nha cả nhà. Chúng ta phải đi ra ngoài kia chúng ta